Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong phần 10 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn, xin gửi đến quý vị để ghi nhận vị trí, vai trò thông tin và tiếng nói của báo chí trong bối cảnh nghiêm trọng của lịch sử cận đại miền Nam Việt Nam trong thời đệ nhị Cộng Hòa. Đó là tình hình chiến sự leo thang khốc liệt và biến cố chính trị qua hòa đàm Paris vào năm 1973 với nhận định và phân tích của nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thưa ông, còn về phía quân đội thì hình như là cũng có những tờ báo của quân đội, và cái vai trò của những tờ báo quân đội vào trong những cái giai đoạn mà chiến tranh khốc liệt ở miền Nam Việt Nam thì như thế nào? Cái tờ báo nổi nhất của quân đội lúc đó là tờ Tiền Tuyến, yeah, và cái tờ Tập San Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cái tờ báo Tiền Tuyến quy tụ những nhà báo quân đội nổi tiếng. Họ có phương tiện đi khắp bốn vùng chiến thuật để mà tường thuật các trận đánh, là bởi vì họ là những người của quân đội. Họ sử dụng được phương tiện quân đội. Đối với chúng tôi thường dân ở ngoài đó, sử dụng phương tiện di chuyển trong thời gian chiến tranh rất khó lắm. Phải có quan hệ, phải có sự liên lạc thì mới được sử dụng cái phương tiện của quân đội. Nhưng mà may mắn là bởi vì tôi còn làm việc cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thành ra mỗi một khi mà Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Sài Gòn có tổ chức các cái cuộc họp báo hay là yêu cầu các thông tấn, các hãng, các nhà báo nước ngoài đi tham dự hành quân đó, thì nếu chúng tôi có thể đi được thì chúng tôi có phương tiện để đi. Đó, miễn là đi theo đúng cái lịch trình của họ, là tỷ dụ họ đến điểm A thì mình chỉ biết đến điểm A thôi, chứ không phải rằng là mình đòi đến điểm B mà họ đưa mình đi điểm B, không có cái chuyện đó. Nhưng mà tương đối là những người Việt Nam mà làm cho báo chí nước ngoài có cái cơ hội đi săn tin ở mặt trận hay là ở các nơi vùng xa Sài Gòn nhiều hơn là những người Việt làm báo cho người Việt Nam, là bởi vì báo chí Việt Nam hạn chế vấn đề đi lại. Dạ thưa ông, như vậy thì có những cơ quan hay là tờ báo quân đội như Tiền Tuyến cung cấp những cái tin tức chiến sự cho những cái tờ báo dân sự nếu mà không có cơ hội mà để đi không tới? Có cái chuyện đó. Quân đội là họ chỉ phục vụ quân đội thôi. Dạ. Còn bên phía tờ báo, các tờ báo tư nhân ở ngoài đó là căn cứ vào những bản tin của Việt Nam Thông Tấn Xã. Việt Nam Thông Tấn Xã lúc đó có hai phóng viên, ông Doãn Bình và Mai Anh, là hai nhà báo được cử đi theo các đoàn quân hành quân ở mặt trận để mà tường thuật những cái trận đánh đó. Thì tất nhiên là khi mà so sánh những bài tường thuật của họ đó thì cả hai người đều có vẻ tiểu thuyết hóa nhiều hơn là những phóng viên của quân đội. Phóng viên của quân đội họ chỉ tường thuật những cái điều gì mà họ được phép tường thuật mà thôi. Chứ còn hoa lá cành như là báo chí ở ngoài đó thì không có. Nhưng mà tuy nhiên là báo chí ở ngoài á, Việt Tân Xã cũng khá phóng khoáng ở cái chỗ là để cho hai phóng viên Doãn Bình và Mai Anh viết thế nào thì họ cũng đăng như thế, để cho nó bớt nặng cái bản tin. Mục đích của họ là đôi khi có những chỗ nó khôi hài, đôi khi nó có những cái chỗ bi ai, nhưng mà mục đích là làm để cho cái bản tin nó nhẹ nhàng, nó dễ đọc. Nhiều người người ta đọc đôi khi cũng phải phì cười, hay là đôi khi cũng phải cau mày, nó khó chịu hay là nhức nhối hay là thấy buồn bã,
thì cái lối của báo chí bên ngoài nói chung là như thế đó anh Công. Xin ông cho một cái nhận định về cái thế cờ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam qua Hiệp định Paris như thế nào? Cái việc thứ nhất là chúng ta cũng nên nhớ là trước khi có cái Hiệp định Paris 1973 đó, thì đã có một cái biến cố mà dẫn đến cái Hiệp định đó vào năm 1972. Khi ông Ngoại trưởng Henry Kissinger đi thăm Trung Cộng, gặp Mao Trạch Đông và gặp Chu Ân Lai để bàn về vấn đề Việt Nam. Và Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông sau này được bạch hóa hồ sơ thì đã đồng ý làm ngơ để cho quân Trung Cộng chiếm đóng cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Và hạm đội số 7 đang đóng quân ở vùng đó, không có can thiệp, không có giúp đỡ cái đơn vị bảo vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái thỏa hiệp đó năm 1972 giữa Mỹ và Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai về vấn đề giải quyết chiến tranh Việt Nam. Và sau đó chắc anh Công với lại quý vị còn nhớ là ông Henry Kissinger đi Hà Nội gặp đám lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đó, và Lê Đức Thọ, và sau này họ đã lại gặp nhau ở Bali. Thì tôi nhớ cái khi mà có tin Henry Kissinger đi Hà Nội sau khi đi Bắc Kinh để giải quyết chiến tranh Việt Nam đó, thì phản ứng của chính quyền Sài Gòn lúc đó hết sức tức giận. Dinh Độc Lập không có nói một lời, nhưng mà hé lộ cho báo chí biết là ông Tổng thống Thiệu hết sức là tức bực, là bởi vì Hoa Kỳ đã thương thuyết với Bắc Việt sau lưng Việt Nam Cộng Hòa, không hề nói đến Việt Nam Cộng Hòa. Và báo chí miền Nam Việt Nam lúc đó đăng tin cũng với cái nội dung là chỉ trích hành động của Hoa Kỳ, là nói chuyện với Cộng sản mà phát lờ cái sự có mặt của chính quyền hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra báo chí lúc đó dựa theo những cái khuynh hướng chống Hoa Kỳ của chính phủ để mà đưa tin, không phải là báo chí tự ý lên án Hoa Kỳ. Có những cái tờ báo công khai viết lên án Hoa Kỳ, cái đó không phải là hành động của một đồng minh, mà hành động của một người bạn không có chân thật, là nói chuyện với kẻ thù để giải quyết chiến tranh của người Việt Nam, mà lại nói chuyện sau lưng, không hề báo tin trước, không hề thảo luận là nên nói cái gì, nói cái gì. Thành ra cái hệ lụy đó nó kéo dài cho đến khi ngồi vào bàn hội nghị ở tại Bali, và những cái bàn hội nghị về vấn đề quân sự ở tại Tân Sơn Nhất, ủy ban quân sự bốn bên gồm có Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa, Mặt trận Giải phóng miền Nam và với Hoa Kỳ. Thành ra những cái hệ lụy đó nó kéo dài, và nó kéo dài cho đến khi chấm dứt chiến tranh đó anh Cộng. Dạ thưa ông, thì qua cái cuộc hội nghị đó đó, xin ông đơn cử một số những cái thí dụ tiêu biểu để mà nêu lên rõ được những cái yếu tố thất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái cuộc hội nghị Paris, thưa ông. Cái điều mà rõ rệt nhất á, như tôi nói hồi nãy, là Việt Nam Cộng Hòa chỉ có được biết những chuyện nói chuyện hay là kết quả cuộc nói chuyện giữa Mỹ và phía Bắc Việt, hay là giữa Mỹ và phía Việt Cộng lúc đó ở tại Hòa Đàm Ba Lê, là do bà Nguyễn Thị Bình làm trưởng phái đoàn. Còn phía bên Bắc Việt thì lúc đó là do ông Lê Đức Thọ làm trưởng phái đoàn. Phía Hoa Kỳ lúc đầu là do ông Henry Kissinger, và về sau với phía Việt Nam Cộng Hòa thì có ông Đại sứ Phạm Đăng Lâm, và để về sau nữa là có ông Nguyễn Xuân Phong, vân vân, những người đó. Thì phía Việt Nam Cộng Hòa về phương diện chính trị
chỉ biết những gì nói chuyện phía giữa phía Bắc Việt và phía Hoa Kỳ sau khi Hoa Kỳ kết thúc cuộc nói chuyện. Cái điều đó làm cho chính quyền miền Nam Việt Nam hết sức là bực mình. Báo chí đó thì lại càng không biết. Báo chí chỉ dựa theo các nguồn tin của nước ngoài để mà đăng mà thôi. Báo chí miền Nam vào cái giai đoạn đó không có tiếng nói trong cuộc đàm phán hòa đàm Ba Lê.